Tình hình COVID-19 thành phố Cần Thơ và cả nước. Theo Sở Y tế thành phố Cần Thơ, trong ngày 26 tháng 4, thành phố ghi nhận 13 ca nhiễm SARS-CoV-2, được tầm soát tại cơ sở y tế. Trong ngày có 4 bệnh nhân khỏi bệnh. Ca bệnh ghi nhận ở các quận, huyện, Ninh Kiều 5 ca, Thốt Nốt 3 ca, Cờ Đỏ 2 ca, Bình Thủy 2 ca và Ô Môn 1 ca. Tính từ 16 giờ ngày 25 tháng 4 đến 16 giờ ngày 26 tháng 4, hệ thống quốc gia quản lý ca bệnh COVID-19 ghi nhận 8.431 ca nhiễm mới. Tất cả đều ghi nhận trong nước, tăng 1.014 ca so với ngày trước đó tại 56 tỉnh, thành phố có 6.341 ca trong cộng đồng. Bệnh nhân được công bố khỏi bệnh trong ngày là 23.465 ca. Từ 17 giờ 30 ngày 25 tháng 4 đến 17 giờ 30 ngày 26 tháng 4 ghi nhận 8 ca tử vong. Các tỉnh, thành phố trong khu vực đồng bằng sông Cửu Long ghi nhận ca bệnh như sau: Vĩnh Long 86 ca, Cà Mau 32 ca, Bến Tre 17 ca, Long An 16 ca, An Giang 10 ca, Kiên Giang 5 ca, Bạc Liêu 5 ca, Hậu Giang 2 ca và Trà Vinh 1 ca. Kênh sẽ cập nhật khi có thông báo mới. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi.